Hello, xin chào các bạn đến với ITP Club Channel. Mình là Huy Thịnh ITP. Đáng lẽ thì cuối tuần phải để cho các bạn nghỉ ngơi xíu phải không? Nhưng mà chắc rảnh rang thành nên thôi lại lên phím hàng, phím hàng đi phím dạo làm anh bán hàng rong vậy. Mình sẽ giới thiệu các bạn một cái mã mà mình phát hiện ra nó có một số tiềm năng trong tương lai gần. Tương lai gần tức là trong vòng một tháng trở lại nha, không phải trong trong tương lai xa đâu. Ở đây đó là mã SPI hay là SPI, SPI à, cái này cũng được phải không? Đầu tiên để mình nhìn thấy nó thì thấy nó có tiềm năng, đó là nó vừa chạm lại cái nền hỗ trợ khá là tốt. Cái nền hỗ trợ này là trùng khớp với nền hỗ trợ của cả khung tháng và khung tuần, cả khung tháng và khung tuần, nó là cái vùng cân bằng của cả hai khung này, cho nên đây là cái nền hỗ trợ mà có cái độ mà an toàn có thể tin cậy được nha. Thứ hai là sau khi chạm một lần vào cách đây 3 tuần thì nó có một cái nhịp nảy lên đó, nó có một cái nhịp nảy lên, sau đó nó đã test lại, sau đó nó đã test lại, và chúng ta kỳ vọng trong cái đợt test lại này, nó đã tạo một cái đáy phải không? Nó đã tạo một cái đáy ở đây ở vùng giá là 11.2, và lần thứ hai nó test lại tiếp theo ở đây là nó đang bắt đầu hình thành một cái đáy ở vùng 11.8. Thế thì mình có một cái cảm giác là chúng ta sẽ có một cái nhịp thăm dò ở đây được nha, loanh quanh vùng giá 13 này. Đó, loanh quanh vùng giá 13, 13 cộng trừ 0.3. Loanh quanh vùng giá này là chúng ta có thể thăm dò được với cái tỷ trọng khoảng 25 tới 30% tỷ trọng dành cho một mã nha. Ok. Tiếp theo, điểm gia tăng là ở đâu? Khi mà con này nếu đi đúng như hướng chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái điểm gia tăng, tức là khi mà nó đi thẳng lên đây nha. Đó, nó đi lên tới vùng 15.2, 15.3 đây. Sau đó nó test lại cái vùng 13.8. Tại đây, nếu nó trụ vững được, phải không? Nó trụ vững được, tích lũy trong vòng vài phiên và bắt đầu xu hướng đi lên thì chúng ta sẽ gia tăng tại đây. Đó là điểm gia tăng. Chúng ta có thể gia tăng thêm khoảng 45 hoặc 50% tỷ trọng tiếp đó nữa nha. Con này chúng ta có thể là có một cái nhịp chốt lời ngắn là ở đây, ở phần đỉnh ngắn hạn đây ha. Chốt lời ngắn đó là vùng 15.8. 15.8 là vùng chốt lời ngắn hạn của nó. Còn nếu các bạn có mục tiêu xa hơn, nuôi nó cỡ chừng 4 tuần ha, tới 6 tuần thì chúng ta sẽ tính tới mục tiêu nó cao hơn, đó là cái vùng từ 19 tới vùng thứ 20. Đó là những mục tiêu cao hơn, và tùy theo tâm lý, tùy theo vốn và tùy theo cái sức bền của các bạn thì các bạn sẽ chọn cho mình những cái mục tiêu nào. Đó thì mọi thứ sẽ là do chính bản thân mình quyết định, chứ còn bây giờ mình kêu các bạn ôm đi nhưng mà các bạn không chịu được rung lắc trong ngắn hạn thì các bạn cũng mất hàng thôi, đúng không? Thì chúng ta chọn ra hai target như thế, thì kế hoạch của các bạn như thế nào thì đó là sẽ do các bạn quyết định nha. Ok thôi, ngày cuối tuần thứ bảy cũng không có gì hơn. Rồi, chúc mọi người ở bên gia đình nha, tràn đầy sức khỏe, vui tươi và an lành. Chúng ta sẽ bắt đầu vào tuần sau sẽ có những cái mã khác thôi. Nói gì nói chứ mã kiếm cũng không 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 có khó lắm đâu, phải không? Quan trọng là mình quản lý cho vốn cho tốt thôi nha. Rồi, chúc các bạn anh chị cái cuối tuần vui vẻ. Rồi các anh chị nha. Peace.